anh đã con này thì Trung không chịu nổi, thật sự luôn không chịu nổi nào. Đưa xuống đất đã, đưa các bạn xuống đất. Bạn này chân đang hơi cao đấy. Thành... anh là tự nhiên vãi em giật anh ạ. Hồi tự nhiên điện chập chờn đấy nhở. Tự nhiên bị đít anh ơi. Ông chẳng là chẳng này đúng một set tennis anh em giả quả. Thành Trung giả đủ một set tennis, tôi điên lắm rồi. Ok, này Trung hết pin rồi đúng không? Thôi anh ngồi đá xanh đi đây. Em vẫn còn mà. Thôi anh đá xanh đi. Anh đá xanh, anh đá xanh cẩn thận gặp em ấy. Thôi anh vào nick thế giới đây. Thích thì vào đây nhá, thích thì vào đây. Giả vờ tí con vợ ảo tưởng mà, con vợ thắng hoa trận ảo tưởng mà. Vào đây, thích vào đây. Thế anh em mình đá luôn à? Luôn, anh mời em đá luôn. Ước lâu đấy, tôi quản đấy, tôi okay, tôi đưa con vợ xuống đất đã. Rồi. Nào, thôi nào, để nào. Em đá một trận cho anh thắng nhá. Đừng cho. Cho anh lên phát tôi anh gáy luôn đấy. Cho là gáy đấy. Không. Để anh thắng đi. Không, anh thắng đi xong rồi để cuộc thắng. Sống của anh nó trở lại cái nhịp sống bình thường ấy. Chứ bây giờ anh nhìn anh tệ quá. Bây giờ xuống sắc quá rồi. Sao trận thua em? Rồi tại anh trong... anh cứ bị các bạn nói quá nên bây giờ anh xuống sắc quá. Đá gì? Ủa đá đâu cũng thua. Đá đâu anh cũng thua sao ta? Anh đã thua đâu, trận anh thắng này. Thơm này. Cứ tự nhiên thôi anh. Không bình luận viên, không poster ở trận này giao hữu thôi rồi gì nữa anh em, nó phải có loa đài các thứ chứ. Nó phải có loa đài, không phải có bình luận viên chứ. Anh em giờ chuyên nghiệp cả mà. Trông hơi ghê nha, trông vừa rồi hơi ghê nha. Rồi. Đấy. À, con Cana này hay, con Cana này hay. Uống cốc cà phê đá. Xoay xoay với chúng tôi này, xoay xoay với tôi à. Đập tường. Sao đập? Nhìn thông bên này. Bắt làm sao được? Hay quá. Bắt làm sao được? Không bao giờ bắt được. Anh phải làm khác đi. Anh làm bình thường anh sẽ bắt hết. Không, anh phải làm khác đi một chút. Đó. Nói đâu tôi đá khác đấy luôn mà. Các bạn cứ chỉ đâu tôi đá khác đấy. Chỉ với chúng tôi trận trước nhả mà. Trận trước tôi nhả thì Thành Trung sướng mà. Các bạn thắng cười khúc khích luôn mà. Son Hung Men. Xin phép luôn trận này cho 3 chè vào đầu. Cho hiểu. 3 gậy vào đầu. 3 gậy vào đầu. Đăng ký luôn. Anh đá con này thì Trung không chịu nổi, thật sự luôn không chịu nổi mà. Đưa xuống đất đã, đưa các bạn xuống đất. Bạn này chân đang hơi cao đấy. Thành... anh là tự nhiên vãi em giật anh ạ. Hồi tự nhiên điện chập chờn đấy nhở. Tự nhiên bị đít anh ơi. Ông chẳng là chẳng này đúng một set tennis anh em giả quả. Thành Trung giả đủ một set tennis, tôi điên lắm rồi. Có bóng unfay, cứ riêng có riêng Thành Trung có bóng Benjamin unfay, nói trước. Bàn thứ ba, không nhẹ tay được, điên rồi, trận này điên lên rồi. Nó nope. Sâu thế. Không cho lên bóng luôn à? Hay quá, anh đã vừa thôi. Không, em đùa mà, không, các không bạn đùa mà. Không đùa. Không đùa cợt gì đây cả. Không có đùa cợt gì đây cả. Nope. Trời ơi. Mạng em giật là không có chuyện mạng em giật gì hết. Mấy em comment mạng em giật cây thật. Anh em bằng em bị đít, em bị đít. Không, nói anh nghe tiếng vẫn trong lắm. Tiếng đít cọt em nghe vẫn trong lắm. 3-0-1, trận này 3-0-1 chuẩn. Không khác được. Đi đâu? Trùng sao đấy? Dạ chớ anh ạ. Chớ à? Sao không vào, anh sút ăn thì sao? Nope. Anh cứ sút đi, ăn thì thôi. Ăn đấy. Anh ức lâu rồi à? Anh điên lắm rồi. Anh bực lắm rồi à? Bực mà, các bạn chung này lên group tôi gáy quá. Đăng ảnh đang ngủ lên gáy thật. Này, tôi quả này tôi thắng quả này tôi đăng ảnh luôn, xin phép. Đăng nhẹ quả ảnh. Ôi, anh ơi, hôm nay đăng ảnh luôn à anh? Hôm nay đăng ảnh luôn mà em. Hôm nay đăng ảnh đấy. Mấy quả em đăng quả ảnh ra, anh danh rủng lên làm anh hơi nóng đầu đấy nhá. Uầy, em đã lên siêu xa rồi nè, các kiểu cay chưa? Không cho sút, tuyên bố trận này không cho sút luôn ý. Không đừng nói chuyện ghi bàn, không cho sút của quả nào. Có ảnh của chuỗi thức ăn, cầm nhập chuỗi thức ăn luôn giúp tôi nha. Cho con vợ này xuống dưới giúp tôi. Ghê. Không biết skill đúng không nhỉ? Ôi, háng luôn kìa. Ơ, không lỗi à? Không.
em đợi ăn có lỗi mà. Thì va. Thì anh em mình vừa tập. Trời ơi, con Zeta còn xấu thế. Cái sao mà ghê. Đừng quy đê, đừng quy đê. Đừng quy đê anh bắt, anh bảo rồi đừng quy đê anh bắt. Gì giả vờ sang con đấy quy đê luôn. Hơi lon, hơi lon, hơi non. Bỏ đi, bỏ đi một lần thôi. Ok chưa? Tránh ra, bỏ tay ra. Nope. Không cay, thế nhà Oseva ai cần được điểm sao ấy? Ui. Đá con bóng lịch sự quá, quả bóng mình giả giả bóng hơi lịch sự đấy. Không, quả bóng giả lịch sự mà, quả QD của Thành Trung kia cũng thế, nó giả lại đâu mà. Không hiểu sao sút bóng ra tít đấy luôn mà. À, cô En Chao à? Cô En Chao là thằng này dễ đấm này. Sút đi em ơi. Ui, anh Soạc à? Ui tuyệt vời thế, anh kinh nghệ thế nhở? Có xị đâu mà anh giấu em mấy trận trước em không biết à? Anh giấu em mấy cái kỹ năng, cái thứ mà em không biết à? Nghệ thế nhở? Qua luôn này. Quả đen. Ôi xấu rồi. Thôi quay về đây. Ủa, anh nghe tiếng răng rắc rồi đấy, ở đâu ấy? Nghe quay tiếp à? Kẹp kìa, kẹp quá kìa. Ôi trời vị ơi. Đấy, nắm rõ tình hình đấy, nắm rõ tình hình đấy, nhìn quan sát nhanh đấy. Lại cho Dô Béo vào xong đổi hai cánh thôi mà, có cái gì đâu, bài cũng đọc luôn. Tôi đọc luôn đấy anh em, cho đổi hai cánh cho Dô Béo vào đúng không? Đọc vị luôn mà. Cùng lắm thêm con Van Vedel và CM. Đưa Quang Hải vào đi, đừng bảo thủ nữa, đưa Quang Hải vào đi. Đưa Quang Hải đánh đảm bảo chiến thắng 3-0 nào. Nhanh thế nhở? Nope. Gãy người. Bịt nhanh đấy. Nope. Nhả về. Ai giờ? Không cho lên bóng luôn mà. Sao lại bí luôn đấy. Ok. Đỏ bóng thế. Mắt lam mấy quả mắt lam mà sao cảm giác không lừa được nhở? Đúng lắm anh ạ. Xuôi. Xuôi. Xuôi tiếp. Ăn đấm. Rồi. Cuối cùng. Đá qua hai xong hiểu nhau quá mà. Đá qua hai xong phát hiểu luôn mà. Hiểu lối chơi luôn mà. Trên. Đá xong hiểu nhau quá. Ra đa cột 2. Đọc như một quyển sách luôn mà. Đọc đúng một quyển sách luôn đấy. Biết hết luôn rồi. Đá khoảng 5 trận 22 biết luôn lối đá luôn mà. Lộ rồi, lộ rồi, lộ rồi. Rồi. Xong rồi đấy. Làm gì anh? Anh quay về. Anh còn phải đá mà. Nope. Ui, bắt quả hay quá nhỉ. Phải đá mà. Chuyền bóng này, thấy không? Bắt làm sao được. Đừng bắt vào ai. Trên cùng. Anh à. Đừng quy đê nữa anh, bắt anh nhá. Đừng quy đê nữa. Nope. Không mà dẹt luôn mà. Không dám quy đê nữa. đánh giá là bản lĩnh chưa có, thật sự không pha bóng rồi, đánh giá bản lĩnh chưa có. Không dám quy đê nữa mà, sợ bị ăn quả lùi gôn. Em không nhìn thấy gôn. À, không nhìn thấy gôn anh à? Mua cái màn to nhìn lên, đấy. Màn laptop to lên. Không được anh ạ. To lên tí nữa được ấy, to thêm tí thôi. Nope. Ui. Ui, anh ơi, em gì đấy? Em chuyển bóng này. Ui, tiếp cái anh ơi. Tiếp đi anh. Bí quá. Hôm nay anh không ép đây nữa à? Không. Anh biết thực lực của em như nào rồi mà. Anh DD cho cẩn thận. Ui. Rồi. Thép xanh em định đấy. Giữa. Ui. Khó đấy. Không có lỗi mà, làm gì có lỗi chúng đâu mà. Lỗi. Ui không lỗi. Ui. Làm gì có lỗi được. Ui đứng lên chào tạm, đứng lên không lỗi gì cả. Ui không lỗi mà, ui không lỗi mà, ui. Anh quay vào đây. Hay quá anh ơi, hay quá. Nhưng mà anh quay đi đâu mới được chứ? Ui chứ lỡ quay đi đâu trước, lỡ trước rồi. Lỡ à, lại quay theo anh. Lỡ trước rồi.
Mày đấy, anh phải căng đấy. Ôi, ôi. Anh quyết tâm mà, anh chơi ngọn lửa trong tim luôn mà. Không gần. Ôi. Không xa, không xa kìa. Đấy, trận này cảnh cáo, trận này nha anh em thấy à, trận này tôi đưa quả Thành Trung xuống đất cả đã. Phanan 2 bàn 100k, phút 90 mất rồi em ơi. Phút 90 mất rồi. Không cảnh cáo anh. Cảnh cáo trận đầu tiên, qua tiếp. Tiếp tục nữa, giật về. Tỷ số là 3-1. Cảnh cáo quả Thành Trung, đó. Cảnh cáo cái nhẹ cho anh em hiểu. Đã một trận rồi à. Một trận thôi, không cho gỡ. Không cho gỡ gỡ, không cho gỡ luôn à. Chín anh em, tí nữa tôi lên cái poster Thành Trung của chúng tôi nằm xuống. À, anh em tí anh em chỉnh sửa lại cái chuỗi thức ăn chúng tôi nhá. Chỉnh sửa lại cái chuỗi thức ăn em uống chúng tôi. Vậy là đá chưa hay lần, nhưng mà lần đầu tiên anh đá với mọi người, anh đá với ai cũng cả 3 với cả 5 trận 7 trận mà anh đá với em một riêng trận anh đã lên poster rồi. Riêng em ưu tiên một trận anh thôi. Anh đánh giá. Anh đánh giá cao đấy. Riêng em là ưu tiên chỉ được một trận. Nếu em thích, nếu em thích nào? Đá cào thế. Em chưa phục đúng không? Đá thêm trận nữa không hay anh nhỉ? Em chưa phục gì? Em phục chưa? Trận nữa không anh? Em phục chưa? Em chưa. Em có giận phục đâu. Anh đá thì sao phục được? Thôi được rồi, thôi được rồi, ok. Nếu mà chưa phục. Ủa đá con vợ này cứng đầu luôn mà. Con vợ này cứng đầu ấy, không chịu phục mà. Đá trận vừa rồi không biết thủ môn tôi mặc quần màu gì luôn ấy. Không nhìn thấy gôn mà Thành Trung mà không nhìn thấy gôn ấy. Đỉnh của đáy chuỗi thức ăn, sao lại đỉnh của đáy chuỗi thức ăn, tôi xin phép lên đỉnh chuỗi thức ăn nha. Đó là cái video 3 cho phật phẳng. Đá đi khi nào xin nghỉ thôi à. Có mà Thành Trung lì lắm, lì lợm lắm. Mà sẽ rủ đá 5 giờ sáng mai mất. Ui, sốt rồi, tâm lý rồi. Thôi nào, trận này nghiêm túc này. Cho để cho em Trung cũng còn, em vẫn còn ngủ nghỉ, em yên tâm ngủ nghỉ. Trận này nghiêm túc ấy. Em mang nghỉ mà. Ừ, đấy, trận này, xong trận này cho phục đã. Cho ngủ nghỉ cho thoải mái. Anh giật về. Ơ, à, hay quá nhở. Em cứ bóng. Em cũng giật về luôn. Vâng, giật mạnh luôn. Tin nhau đi, tin Benzema đi. Ui ôi, à, không lỗi. Không biết đá bóng mà, cô chấp dùng, không biết đá bóng luôn mà. Nó không lỗi nhở. Ui. gôn kìa, đỉnh cao thật. Anh lên đây. Xuống biên là cùng chứ làm gì đó. Bước một cái. Đúng chuẩn. Rồi anh xin. Đứng lên, không có còi. Ơ, không có cơ này ngố nhở. May chân phải. Còn đứng như ngố ấy. Phay kìa, phay. Không có ai rồi. Dấu tên 673 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thành ui, công của bàn 10k. Tôi đang định sút, tôi đang định gõ của quả đê căng đấy. Cái sự im lặng đáng sợ. Cái sự tập trung mà đáng sợ thế nhỉ. Anh che cái. Đoạn tường 3 đi anh. Trời nope. Ơi. Tay nghe hết pin nên sao tự nhiên im lặng. Vợ tập trung quá. Vini này, Vini với chúng tôi. Né đòn, biết là đâm né đòn mà không kịp. Về. Đọc sóng não. Một cái im lặng đáng sợ. Ủa, tự nhiên trận này sợ im lặng đáng sợ thế nhở. Chuyển tiếp. Biết. Đi hiểu ý rồi, tôi không biết bất ngờ nữa. Không hên, phải đọc trước nha, không hên. Đọc trước rồi, đã ai hiểu quá. Cái gì mà ác mộng mùa về, sao mà ác mộng. Ôi giời ơi. Em đang hơi thừa tay nhá, đang hơi thừa tay đấy. Chúng em đang hơi thừa tay. Livestream vui vẻ. Anh qua này. Em biết rồi. Anh qua em này. Em biết rồi. Ơi. Anh xin của Ben. Em đang hơi thừa tay đấy nhá. Còn con vợ thừa tay quá. Tay chân từ nãy giờ trỏ tôi liên tục mà.
đừng mua anh đã có Ben là ra cái nét. Học sinh giỏi môn thể dục đã donate cho Tabi 55.555 đồng. Học sinh giỏi môn thể dục nhá. Chào thầy, tôi là người lần đầu mua áo bên shop thầy cũng là lần cuối. Khó quá đúng không? Mua áo ở các shop khác. khó quá. Thép đã rẻ chung. Hôm nay là một buổi tập thật sự. Hương đã donate cho Tabi 10.000 đồng. E mới ngủ quên chuyển sang solo rồi ạ. Cảm ơn Hương nha. Đấy, hai không đối. Ông anh tới hot kìa. Để dạy lại Thành Trung về cái cách đá FIFA 4 hiệu quả. Ăn quả háo luôn nhá. Không được. Rồi. Ôi giời ơi. Nguyễn Viết Long ra post đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hello thầy, lần đầu donate ạ, thầy có nhớ em không? Thầy nhớ mà Long ơi, nhớ Long nha. FD ạ. Sao FD làm sao? FD cười à? Cười. Ôi, quả này cho quả FD vào mặt được. Quả này một quả FD thật căng vào mặt luôn này. Có sẽ... FD. Qua luôn mà biến con vợ Thành Trung đã hề luôn này. Biến thành hề luôn này. FD đây anh. Đứng sát đây FD có gì? Cái này. FD nhé. Đây. FD kìa. Chưa. FD kìa. Đá hộ cầm tay luôn. Một phần cái áp sát mắt FD ạ. Ôi. Đức Vũ đã đâu biết cho ta bị 10.000 đồng. Hết trận thầy chữa ớt Milan cho Eddie an ủi em đập xịt hết cầm icon lên cộng 5 đội. Em full sự kiện Milan xong đập xịt đội hình trừ 1 ca tỷ thầy ạ. Em buồn quá. Hôm nay chắc không kịp, nay muộn quá rồi Đức Vũ ạ. Nay chắc phải chưa ngày mai em ơi. Phải chẹn chứ chưa ngày mai. Cái gì anh? À không anh. Anh làm gì ạ? Anh gì ạ? Chữa cái ác. Cái ác của em cũng cần chữa bệnh đấy chú ạ. Ác của em cũng phải cần để chữa bệnh trong chỗ yếu lắm. Ác cho mình, ác phải đi viện đấy, ác phải nhập viện. Ốt, à đâu mình ghi được một bàn, tưởng là chưa ghi bàn nào. Sao đá với Thành Trung mà không được bàn. Anh ghi bàn Menti đấy. Bàn đấy, bàn đấy em phay mà. Em phay kinh quá. Ui anh quát quả đấy thôi nhờ. Anh quát quả đấy thôi nhờ Trung nhờ. Không quả đấy thôi, quả buông tay đấy, quả buông tay cầm đấy. Buông tay cầm mà, quả sao thủ được. Còn máy trợ thủ đâu mà. Anh vui nhờ đấy, anh trở lại cái giải cho anh. Thắng Thành Trung mà sao vui được. Sao không chuẩn rồi. Cảm ơn Cương nhá. À sorry Cương, tí hôm nay có một vài content nó đột xuất. Đừng rút xa nữa. Văn ở xa mà không có việc gì để làm luôn mà. Ôi thắng Thành Trung nó bảo là vui được thì chịu thật. Nope. Anh chịu bóng. Bóng đâu anh? Thắng xong ngày hát. Thắng xong ngày hát thì tôi đã nghiêm túc mà anh em, tôi đã hết lực của mình luôn đấy. Nope. Đã hết lực lại mất bóng kìa anh. Phải căng đấy, anh phải phải căng đấy. Anh lao cả hai chân bóng đồng luôn mà. Không có gì. Ui. Có tham bóng không? Tham bóng không có gì cả. Ui. Phi cả hai chân vào luôn. Ui. Đau ấy, quả đau, quả ngoài đời đau ấy nhở, ngoài đời đau ấy. Nó gọi anh tha bóng thôi, thật sự không có gì cả. Chúng đau 1, tôi đau 10 mà anh em, sao? Nhưng mà hôm nào anh làm cái keo lại có cái anh gì bình luận nhỉ? Khoa chó, kém em 3 tuổi. Bình luận hay nhỉ? Khoa chó. Kém em tuổi á? Kém em 3 tuổi. Em 3 tuổi cơ? Trông mặt nó già thôi. Thế em già rồi à? Em ra đường thì bọn trẻ con nó gọi chú đấy. Chú Trung ơi, cháu xin chú ký á. Anh em ơi, đừng. Thôi, em nhìn nó cũng ấy mà nhờ, sao nó ra nhỉ? Quả phối hợp đúng, bung bóng đá năm 2000 luôn, phối hợp trông quê đét luôn mà. Hay luôn. Em hơi thừa tay chân đấy nhá, lỗ đá em hơi thừa đấy, bỏ tay đi. Xin quả cháo sườn. Nope. Hay luôn. Nope. Hay với chúng tôi. Hay luôn. Tâm đấy nhở, có thủ quả quyết tâm thật đấy. Hay luôn. Hay tiếp. Họ đá lên đây, đúng rồi. Quả đá bóng phay rồi. Nằm xuống, hết người phản công chưa? Xin cái việt vị. Đừng ZA nữa anh bắt, anh đọc rồi mà. Em hiểu nhau quá rồi. Giấu tên 480 đã donate cho Tabi 10.000 đồng.
thể hiện chất thép đi thầy. Phay đây. Anh sẽ được. Anh quay lại ngay. Bỏ đi anh. Em phay đây. Đúng rồi. Bóng vào là phải vào cả bằng cả hai chân đấy, bằng cả tính mạng luôn nha anh này. Vào bóng bằng cả tính mạng luôn. Tấm cái trước. Rồi hết. Chúng anh ghi bàn, anh xin em, anh xin em, anh ghi bàn đi, anh xin em đấy. Ô chấn thương luôn kìa. Anh ghi bàn nhá. Anh ghi bàn nhá. Anh xin em rồi mà, coi như anh xin em đi. Không ghi được. Xin cập nhật lại chỗ thức ăn, thầy đang đứng đầu. Anh ghi bàn cho anh xem. Còn gì nữa anh em. Cập nhật lại chỗ thức ăn giúp tôi. Cho Thành Trung xuống dưới đáy giúp tôi. Con vợ lên đầu hơi lâu đấy. Cho đưa xuống dưới đáy giúp tôi. Mà hôm nay anh bỏ giao hữu mà sao không lại đi chơi cả chỗ thức ăn đây hả anh? Làm gì có giao hữu ở đây? Không, ở đây chúng tôi nói không với giao hữu. Ok. Vặn cái sườn cái. Thôi kim kìa. Thôi kim kìa hay thật. Vào bóng cả tính mạng. Em ghi được bàn nha. Vào bóng cả tính mạng. Em sắp ghi được bàn rồi. Cứ đến giữa sân ăn phay. Hôm nay trời hơi mưa mà sân hơi trơn đấy. Chất lượng mặt cỏ không đảm bảo. Ôi buồn cười quá. Buồn cười quá. Thắng thua giấu xong thắng cập nhật điên rồi. Thắng thua mà giấu thắng cập nhật thì tôi cũng bẩn như vậy đâu anh em sao nhỉ? Cập nhật luôn mà. Cập nhật gì anh? Cập nhật bảng chuỗi thức ăn. Sao lúc anh thua em không cập nhật? Anh có thua đâu. Anh thua anh cập nhật em lên đầu rồi mà. Vãi. Anh thua đúng một trận đâu mà. Vãi, anh thua. Thua trận xong anh. Hôm trước đá thì anh thua em sao? Đá danh mà. Anh không cập nhật luôn à? Anh em đấy mới là giao hữu. Đá danh đấy. Đấy mới là giao hữu đấy. Vãi. Trận này giao hữu thì ở Việt Nam ăn ở Dortmund cái gì nữa. Cái trận gặp Dortmund là chung có đá không nhỉ? Dạ. Chung có đá cái trận gặp Dortmund không nhỉ? Không anh ạ. Trận đấy em mới lên. Sao mà các bạn né. Các bạn né. Dèn. Đá cẩn thận đấy. Đồ bận cứng quá. Góc gần. Đồ bận cứng quá. Xa mới dị chứ. Bình thường anh em tập xuống gần rồi đấy. Em ghi bàn anh dễ cũng dễ chứ. Đâu phải khó đâu. Thận phút 90 kêu dễ chịu. Thận phút 90 xuống quả đầu tiên vào kêu dễ. Nào. Dễ mà anh. Phục chưa? Đấy phục chưa? Phục thì em không phục. Lại không phục. Bỏ lì lợm thật đấy. Đá như thế này mà vẫn không phục. Ôi. Còn thắng 1-2. Thành Trung 16 nhìn mềm nhỉ, con vợ TG mà gặp Thành Trung khả năng nhấc người đấy. Riêng con vợ TG này, lơ ngứa gặp Thành Trung nhấc người. Con vợ trông tôi đá này thôi, nhưng mà Thành Trung quá đấy. Đó, khi nào anh em mình làm cái poster nhỉ, tuần tới nhá. Tuần tới có rảnh không? Dạ. Tuần tới có rảnh không? Em á? Em chưa biết được, hôm tối nào rảnh đá tử tế Hà Nội cả trận mấy trận đi. Làm cái có bình luận đúng không, em mới phục đúng không? Dạ vâng, có bình luận nó mới hay. Ok à, hôm nay em chơi hết sức đúng không? Giật chuỗi thức ăn anh ạ. Anh phải cập nhật rồi. Bây giờ chưa gì anh đã cập nhật rồi. Anh cập nhật trước, anh tính anh nó vội. Nhà anh có việc. Thế để em vào em chụp lại cái trận đá danh ấy. Em đăng lại cái em đăng lên. Đâu nhỉ? Thôi bẩn thật. Có ảnh luôn người rồi ta, người ta sao nhanh nhở? Em làm ảnh luôn. Vâng, em có ảnh. Em có ảnh danh rồi mà. Ok, cảm ơn em. Vâng, em chụp mà. Anh đăng thì anh đăng đi để em đăng vào đấy. Em chu đáo quá, cảm ơn em. Chu đáo. Nhá. Anh đăng vào đấy đi, xong rồi anh đăng lên đi, xong rồi em đăng vào đấy. Ủa, con vợ chu đáo nhờ. Sợ thật lưu ảnh về luôn ạ. Thật đấy. Dã tâm.